Tác phẩm của ta thành công rồi. Kênh này cần một nhân vật chính mới. Các bạn đã sẵn sàng cho cuộc chiến thủ công chưa? Đây là mặt nạ của mình đấy. Sam, nhóc đâu rồi? À hả, giờ thì đã hiểu tại sao nhóc lại cần tới mình. Trời cha mà ơi Roger, anh làm ra cái mũ màu lòi kia lúc nào thế? Yeah, mặt nạ của Sam hơi chán một tí khi so sánh với anh đấy. Roger, anh chỉ cho tụi em cách tạo ra nó với nhá. Chắc chắn rồi. Xin chào, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm một cái mặt nạ thật ngầu nhé. Anh phải nói là siêu mặt nạ thủy lực của Optimus Prime cho Roger. Ok, mặt nạ thủy lực của siêu Optimus. Hình như sai mất rồi, Sammy, hãy chọn cái tên đơn giản hơn đi. Em sẽ nghĩ chuyện đó khi cắt các mảnh ghép khác ra. Chúng mình bẻ cong các mảnh bìa cứng trước đã nhé. Giờ là lúc dán chúng lại với nhau. Bước cuối cùng đây này. Tớ quyết định giám sát quá trình này. Anh đang làm gì thế? Ta đang làm phần trên của mặt nạ đấy. Đúng hơn là mũ giáp. Còn cái hộp này là gì vậy anh? Shu luôn nói chi tiết mọi thứ cậu ấy làm á. Em không tin anh à? Đây là mảnh ghép đặc biệt. Nó sẽ giúp định hình mũ giáp đấy. Công nghệ mới sao? Anh học được chúng ta đâu thế? Dĩ nhiên là từ không gian rồi. Cơ mà Samia, em làm tốt thật đó. Vừa đúng lúc luôn. Em luôn đúng giờ mà anh Roger. Nhân tiện thì Shu chả giúp gì hết ạ. Thật à? Thế sao em mới cầm bìa cứng đi ngang qua vậy ta? Lại thánh phúng mãi Shu. Cậu chả giữ được bí mật gì hết. Anh cũng không phiền nếu hai nhạc thủ công vĩ đại giúp anh đâu. Thật ra thì em phải chuẩn bị sẵn sàng. Để làm gì cơ, Sammy? Cho cuộc tấn công của Decepticon à? Đúng thế, em đã lên một kế hoạch, nhưng em chưa tiết lộ được đâu. Lỡ như anh cũng là Decepticon thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, Sammy. Em nghĩ xem, sao anh lại làm được mặt nạ chất lừ này chứ? Úi giời, em không ngờ nguy hiểm lại gần mình như thế. Hình như Sammy hơi bị căng thẳng rồi. Trong lúc đó, tớ đã làm phần đế của mũ giáp này. Hãy làm những mảnh cuối cùng. Nó sẽ bao bọc đỉnh đầu đấy. Roger, anh có biết thông tin nào hay ho không? Còn tùy là em muốn biết cái gì đã. Thế thì cho tụi em biết chuyện gì đó về mũ giáp à? Em có thấy các bức hình người Viking đội mũ giáp có sừng chưa? Chắc chắn rồi, quá dữ luôn. Các nhà khoa học tin rằng đó chỉ là một huyền thoại thôi. Người Viking không đội mũ giáp gì cả. Các cặp sừng sẽ làm cản trở họ khi giao chiến, nên mũ giáp của anh cũng không có sừng nào luôn. Chúng mình sẽ tạo cơ chế điện thủy lực ngay thôi. Roger, điện thủy lực nghĩa là gì á? Sư nói với anh là em hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng không ngờ lại đến mức này đâu. Chỉ là khao khát học hỏi thôi, em là Beslan đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Phải rồi, thấy cái lưới này không? Em thấy phần trang trí này quả như thế nào? Quả là high-tech, em thích lắm, anh nhanh trí thật đấy Roger. Cảm ơn Sam, còn đây là thứ anh mới nói lúc nãy, các mảnh ghép điện. Em biết, là đèn chứ gì, một cái mặt nạ phát sáng. Chính xác, chúng mình phải dán các miếng đèn LED vào đây. Sammy, em lấy hộ anh cái màu han nhé. Ta sắp dùng tới nó rồi đó. Ok con rể, anh nhớ phải làm phần mạch điện khi có mặt em đó nha. Sam, anh xong phần này rồi đó. Em mang đồ ra chưa? Thôi được rồi, tớ sẽ chỉ cho mọi người cách nối dây nhé. Hãy nhờ người lớn giúp khi làm công đoạn này nha. Ở đây chúng ta sẽ lấy pin và công tắc ra. Sau đó dán chúng vào phần đèn LED nhờ sự giúp đỡ của dây em điện. Em đây, em bỏ lỡ chuyện gì hả? Không có gì đi. Anh chỉ đặt dây vào đúng vị trí thôi. Giờ ta phải hàn nó lại. Mà em vừa nghĩ chuyện này à, anh đúng là biết thiết kế đấy nhưng mà. Để anh đoán nhé. Em biết rõ hơn ư? Thế em định làm như thế nào? Em thấy mặt nạ thì phải có lớp kính bảo vệ á. Em sẽ tìm nó. Ý tưởng hay đấy. Rồi em sẽ cắt nó ra luôn đúng không? Vâng, em sẽ nhờ Shu giúp em. Cậu ấy thích cắt đồ này nọ lắm. Shu muốn tận dụng thời gian rảnh để học thêm. Anh nghĩ là kế hoạch của em ấy thất bại rồi. Mọi người đừng quên đăng ký kênh này luôn nha. Và hãy like video này nhiệt tình nhé. Nhớ nhấn nút chuông để nhận thông báo về món thủ công mới luôn nha. Anh làm tốt thật, bảo sao Shu lại tin tưởng giao vị trí của mình cho anh chứ. Cảm ơn Sammy, nghe vậy anh vui lắm luôn. Em cắt ra vài mảnh bìa cứng nữa cho anh nè, em còn bẻ luôn rồi đó. Thế em đã chiến thắng con lười biếng rồi à? À, em không lười đâu, em có nhiệm vụ quan trọng chứ bộ, bảo vệ thế giới này. Khỏi ai cơ. Decepticons.
nghĩ ra rồi, em hiểu ra mọi chuyện rồi. Tuyên bố quan trọng đó. Chính xác thì em hiểu ra chuyện chúng gì rồi. Chúng ta phải cắt hết năng lượng luôn, toàn bộ. Được rồi, nhìn tại sao anh không hiểu của ý em? Anh không hiểu sao, để xem cho con sẽ không thể sạc điện và phá hoại tụi mình nữa. Thế lỡ chúng có năng lượng mặt trời thì sao? Trời mà ơi, em quên mất, ta phải cắt hết năng lượng vào ban đêm thôi. Sammy, Decepticon làm hòa với Autobots rồi trở về hành tinh Cybertron từ lâu lắm rồi đó em. Anh tin là chúng rời trái đất thật á? Anh ngây thơ thật đó, Roger. Hoặc là ai đang đứng về phía họ, em biết ngay mà. Nhắc để em nhớ là cơ chế này sẽ dựa trên nguyên lý thủy lực đó nha. Chúng ta sẽ dùng nước và ống tiêm để mở mũ giáp. Nhân tiện thì Archimedes là người đầu tiên suy nghĩ đến tính chất của chất lỏng. Ông đã có một câu nói nổi tiếng Eureka trong lúc đang tắm bồn. Nước bị tràn ra ngoài khi ông bước vào bồn tắm. Còn anh sẽ lắp yếu tố chính của cơ chế này, ống tiêm. Chúng ta sẽ đẩy lớp chắn gió. Roger, hình như anh bị rớt mất vài món này. Em đang bẫy anh à, Sammy? Mấy cái này không phải của anh, chúng là của món đồ này. Còn của anh thì vẫn ở trong anh đấy thôi. Ok, Decepticon Roger, em sẽ giả vờ là tìm anh. Được. Còn anh thì phải làm xong món đồ này, em giúp anh nhé. Anh phải cắt các phần trang trí từ bìa cứng ra này. Ok luôn, trang trí và bìa cứng đó chính là nhiệm vụ hoàn hảo. Giờ thì mình sẽ cần nước, nhưng nhớ cẩn thận với bìa cứng nha. Nước có thể làm hư nó đó. Lấy nước vào hệ thống nhé. Bây giờ, vậy mới thành hệ thống thủy lực được. Chúng ta đang cho nước vào các yếu tố chính của hệ thống thủy lực. Chính là các ống này, nước sẽ di chuyển qua chúng và đẩy piston của ống tiêm. I'm the bad guy. Sammy, wow, Decepticon thực sự là em đó. Em lừa anh à? Trời mà ơi, Roger, em lừa anh bao giờ? Em mới vừa làm xong nên nhảy nhót tí thôi chứ có gì đâu. À, thế thì chả có gì thật. Cơ mà anh chả tin em tí nào, Decepticon. Trời đất, Roger, em là một baseline chứ không phải là Decepticon. Anh không biết đâu, anh nhìn thấy một Decepticon. Sam lén lỉnh hay bận rộn làm thủ công thôi. Giờ em phải chứng minh em là bạn anh và không bị người máy thay thế. Nhìn đây, em đang cắt bìa cứng, em đang bận làm thủ công đó thôi. Nghe cũng thuyết phục đấy, nhưng anh vẫn chưa chắc đâu. Cái này là anh bảo đấy nha, ông vua trang trí kỳ diệu giá lâm đây. Trang trí biến biến biến. Anh Roger, mở ra đây. Thấy ngọn lửa sao này anh trai ơi. Wow, quá là tuyệt vời luôn đó Sam. Chưa hết đâu nha, nhận lấy mấy tấm siêu kính này đây. Được rồi. Màu xanh dương này hợp ghê ta. Yeah Sam, anh chắc chắn em không phải là Decepticon rồi. Cái đấy em là phải nhắc anh rằng anh phải nhắc mọi người. Sam, vào vấn đề đi nào. Quên, mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông nhé. Thủ công cho mọi nhà. Nhìn này Sam, anh cũng biết phép thuật thủ công đó nha. Thấy chưa? Mà anh còn biết mấy kiểu nữa đấy. Mọi người muốn xem nữa chứ? Nhìn nhé. Mọi người nghe thấy không? Tôi nghĩ chúng ta bị tấn công rồi đó. Sam, em đang cản trở anh đấy. Em sẽ cứu anh, Roger. Anh bỏ qua điều gì thì phải. Em định cứu anh khỏi cái gì cơ? Khỏi Decepticon đây. Anh không nghe thấy tiếng gào của chúng hả? Làm gì có. Nhưng hình như kẻ thù của em chưa bôi dầu cho bộ máy rồi đấy. Nghĩa là em sẽ dễ dàng đánh bại chúng trong khi anh hoàn thành món thủ công này. Nghe lạ thật. Em nghĩ Decepticon được giải quyết rồi các bạn. Anh cũng nghĩ vậy đó Sammy. Sao em lại lo lắng nữa vậy? Rõ ràng em nghe thấy tiếng người máy cơ mà. Hay rồi đây. Anh làm xong hết rồi này. Xem nó tuyệt chưa này Sammy ơi. Thử cái mũ giáp chất lừ này đi, nhanh nhanh. Thế thì ta có thể tạm biệt luôn kiểu tóc của mình rồi, nhưng cũng chả sao hết. Cẩn thận đấy Sue, em chuẩn bị cho show thời trang Transformer chưa?
nghe hay đấy. Để xem nó hoạt động như nào nào. Lại Thánh Phụ Mai, thì ra anh đã giả làm Decepticon suốt nãy giờ luôn đó hả? Đúng vậy, thế anh cứ tìm lanh quanh làm anh thấy thú vị ghê. Roger, em sẽ không bao giờ tha thứ cho trò đùa này đâu. Mà nếu có 5.000 like thì em sẽ nghĩ lại. Tạm biệt nha mọi người.